Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến một bạn khán giả trên kênh của mình. Đó là bạn Hương Nguyễn. Bạn ấy có gửi tặng mình một cái super thanh vào hôm qua. Bạn ấy có bảo là review hầm của bạn ấy, nhưng mà khi mà mình nhập ID á, mình copy ID mình nhập ấy, thì nó lại ra cái hầm gì á, mình không biết nữa. Đây, cái hầm đây, mình không hiểu nữa. ID thì mình copy từ bình luận của bạn, mình nhập vào game thì nó ra cái hầm này đây. Mình không biết hay là bạn ấy mới chơi thật. Nếu mà mới chơi thật nhưng mà cái này lại không đúng tên, không đúng với tên mà bạn ấy gửi trong video ấy, nên mình nghĩ là bạn ấy ghi sai ID rồi, mình cũng chả biết như thế nào cả. Thôi dù sao thì mình cũng cảm ơn super thanh của bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn bạn đã gửi tặng mình một cái super thanh. Và nếu như bạn kiểu có ghi sai ID ấy, thì bạn hãy bình luận lại ID dưới video này, mình sẽ nhận xét hầm của bạn nha. Hello mọi người, đây là đoạn mình đã lấy được khẩu vòng cung 12 với cái giá cực kỳ là hời. Trong video này mình sẽ nói thêm nhiều thông tin về PvE, nên các bạn đừng bỏ qua cũng như là đừng tua khi xem video này của mình nhé. Được rồi, mình sẽ nói rất là nhiều thông tin về cái vòng cung này đây. Các bạn có thể thấy giá của nó bán là 2825 Ercoin. Đấy, 2800 các bạn nhé, một khẩu 4 sao. Một khẩu 4 sao 2800. Và khi mà các bạn từ 4 sao lên 5 sao thì các bạn mất bao nhiêu? Mất tầm... Đây, đoạn này mình mua nha. Đoạn này mình mua này. Đoạn này mình phải mua tại vì mình không đủ. Mình hôm nay mình cày được một turn 50k tín dụng rồi thì mình quay. Tuy nhiên không đủ. Thế là mình đã cày được lên hơn 40, nhưng vẫn không đủ các bạn ạ. Nên mình quyết định là mình bỏ 1000 coin ra để mua. Đấy, thì mình sẽ được hơn 100 tín dụng nữa để mình quay. Rồi, có thể là đoạn này mình không nói được hết thì chốc sang bên kia nick chính của mình sẽ nói thêm. Bây giờ mình quay nhá, mình quay cho các bạn nhá. Tại vì nó chỉ là một cái đoạn ngắn thôi, mình sẽ không đủ thời gian để mình nói. Rồi, mình định kiếm xem có chút tín dụng nào ở đây không ấy, nhưng mà không thành công các bạn ạ. Không thành công, không được nhá. Đây, mình quay vòng cung đây, được 140 nhá. Đấy, còn 3 lượt thôi các bạn ạ, còn 3 lượt thôi. Cày chay cực lực các bạn ạ. Rồi, quay một lượt thứ nhất nhá. Quay một lượt thứ nhất. Rồi, rất tiếc không được các bạn ạ. Cay dã man luôn. Thề mọi người luôn. Rồi không được rồi, nản, cảm thấy hoang mang rồi đây. Rồi còn 2 ô, còn 2 ô thôi. Làm ơn. Nhưng game nó chơi tôi các bạn ạ. Game chơi mình các bạn ạ. Game nó chơi mình quá là đau luôn. Thế là không đủ rồi, mình bảo là chắc chắn mình phải lấy rồi. Đây, nếu mà muốn quay lần nữa thì mình mất 112 coin nha các bạn nhớ nha. 112 coin nha. Nhưng mà để mua tín dụng thì mình mất 120. Đấy, để mua tín dụng để đủ 50 ấy thì mình cần là 120 coin. Đấy, 120 các bạn nha. Thì mình suy tính lại rồi là thôi, mình sẽ bỏ ra là 110. Đấy, 112 để mình quay. Đấy, mình sẽ quay 112 này chắc chắn là ra luôn nha. Phát này, đấy, mình vẫn đang phân vân đây này. Đấy, vẫn đang phân vân. Đấy, 120 và 112 thì chắc chắn rồi, 112 rẻ hơn đúng không? Đấy, mình bấm nhận phát này nhá. Phát này mình sẽ quyết định chốt luôn. Mình sẽ chốt lấy đổi tiêu 112. Đó, rồi ok, mình đã có vòng cung rồi các bạn nha. Mình đã có vòng cung rồi. Sau đây thì mình sẽ qua nick chính. Bên kia mình sẽ phân tích thêm về cái tình huống này cho các bạn nghe nhá. Được rồi, mình đã sang bên cái nick chính này của mình để nói cho nó chuẩn và có nhiều thời gian hơn. Cái vừa rồi nó chỉ là một cái đoạn ngắn và mình lấy khẩu vòng cung thôi, tại vì thời gian sự kiện nó gần hết rồi các bạn ạ. Thời gian sự kiện lúc đó là gần hết, là mình phải vội vàng để mình tính toán các thứ để mình lấy cái vòng cung sao cho nó rẻ nhất có thể và mình không bị lỗ. Đây, mình sẽ vào đây nha, vào đây nói cho nó dễ này. Được rồi, vòng cung đây. Các bạn vừa rồi có thể thấy là một khẩu vòng cung 4 sao, vòng cung 12 nha, 4 sao bán với giá là 2800. Đấy, có nghĩa là nếu như mà mình không chơi cái sự kiện vừa rồi ấy, mà mình tích ở coi thì mình sẽ mất hơn 2800 để mua một khẩu vòng cung 4 sao. Đấy, mình sẽ mất, từ bấm vào đây, đây, mình sẽ mất hơn 2800 để mua một khẩu vòng cung 4 sao. Và sau đó trong quá trình mình chơi, mình sẽ lại phải nâng lên 5 sao. Đó, thì từ 4 sao nâng lên 5 sao hình như là nó cần là 1000 coin hơn đúng không? Mình nhớ không nhầm là như vậy. Các bạn có thể là ghi lại cái con số chính xác bên dưới phần bình luận cho mình biết nhá. Lâu rồi mình không nhớ nhưng mà hình như là tầm 1000 coin để từ 4 sao lên 5 sao đúng không? Thì có nghĩa là suy cho cùng ấy, để các bạn có một cái khẩu vòng cung 12 5 sao là các bạn sẽ cần là 3000 tín dụng. Không phải 3000 hơn coin các bạn, mình nói nhầm nhá. Mua thì cần là 2800
mà nâng cấp lên tầm 1.000 là 3.800. Đấy, có nghĩa là cái khẩu vòng cung 12 mà nó trong cái sự kiện gacha vừa rồi ấy, là nó đáng giá là 3.825 a coin. Đấy, thì sau một hồi tính toán cũng như là cày cuốc ấy, thì cái lượng a coin mình bỏ ra là bao nhiêu? Cái lượng a coin mình bỏ ra trong cái sự kiện vừa rồi là 1.112. Đấy, các bạn thấy nó lời không? Nó lời dã man luôn. Nếu như mà các bạn cài chay có được 1.500.000 tín dụng thì ok, mình không nói, các bạn hoàn toàn là những người có lợi thế, các bạn hoàn toàn là ăn được cái đồ ngon. Nhưng nếu như các bạn trong cái hoàn cảnh của mình ấy, thì các bạn phải tính toán sao để cho các bạn lãi nhất có thể. Đấy, các bạn lãi nhất có thể, và thực sự là mình hài lòng với cái mức giá mà mình bỏ ra, thật sự quá là hài lòng. Cần phải bỏ ra hơn 2.000 Ercoin để mua và 1.000 Ercoin để nâng cấp là 3.000 Ercoin. Trên thực tế là phải gần 4.000 Ercoin. Nhưng mà cái giá mình phải trả chỉ có là 1.112. Mình đã được một khẩu 5 sao. Đấy. Và việc còn lại của mình là gì? Cày tín dụng và nó sẽ nhanh lên 6 sao thôi. Các bạn chê vòng cung nó yếu thế nào thì mình không biết, nhưng bản thân mình vẫn tự tin mua và dùng, còn lại quyết định là tùy thuộc các bạn. Mình rất vui, thực sự mình rất vui khi mình đã săn được cái khẩu vòng cung 12 ý. Trong những ngày vừa rồi thực sự mình rất là buồn, mình nghĩ là đó là một cái sự kiện rất là ngon, rất là tuyệt vời, và nếu như mà mình không thể có được nó thì thực sự mình thấy rất là tiếc nuối luôn ấy. Đây là một cái bước ngoặt lớn trong cái gọi là cái con đường cái chay của mình, khi mà mình sắm được một khẩu mà 5 sao như vậy, mà với cái giá phải gọi là quá rẻ các bạn ạ. Thực sự là quá là tuyệt vời nha. Rồi, về phần vòng cung cày chay thì mình nghĩ là mình đóng lại ở đây thôi. Đấy, mình đã cày, mỗi ngày thì mình cày được gần 100 tín dụng các bạn ạ. Mình nhớ là hôm kia mình cũng quay được 1-2 lần gì đó. Đấy, mình cứ xin quảng cáo thì mình chơi thôi. Đấy, mình cứ xin quảng cáo mình chơi. Thế là mình đánh đoằng cái mình được 50k tín dụng, mình quay thôi. Quay thì đến hôm nay nó còn 3 ô thì tiền không đủ, thì mình quyết định là bỏ 1.000 nữa coi ra để quay, 1.000 nữa coi để mua tín dụng, thì mua được hơn 100k tín dụng thì quay hết 2 lần không được, còn lần cuối thì mình bỏ ra là 112. Đấy, các bạn thấy rất là lãi đúng không? Cực kỳ là lãi luôn. Tiếp theo, quay về nội dung chính trong video này, đó chính là sẽ tiết lộ về PVE. Hôm nọ mình có đăng cái bài đăng và mình phải xóa đi, các bạn biết lý do vì sao rồi đúng không? Nghĩ lại là thật là ối dồi ôi luôn, cạn lời luôn, mình không nghĩ là nó như vậy. Thôi không sao, video này thì mình sẽ được nói. Thông tin thì nó sẽ có hai thông tin các bạn nha. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay sẽ là Scorpius các bạn nha. Ở đây nó lại có sự kiện tiếp theo để chúng ta cài cái token quay phi công NIP đây này. Người lại cài thôi. Xem nào, chiếm cứ điểm đầu tiên này, dễ này. Kiếm huy chương vàng cũng bình thường này, nó chỉ yêu cầu một thôi này, rất là dễ. Gây ra 500k sát thương này, bình thường. Giành 4 phần thưởng trong một trận chiến một lần. 4 phần thưởng là kiểu các bạn chơi chiếm cột nhá, thì các bạn sẽ có phần thưởng về chiếm cột này, phần thưởng về điểm hạng gục đầu tiên này. Đấy, mấy cái phần thưởng sát thương, nói chung là các bạn cứ chơi cố gắng giữ vị trí chơi hay là được. Rồi tiêu diệt 4 con robot trong một trận chiến mà không bị dính sát thương thì các bạn có thể dùng cối tên lửa này, các bạn có thể dùng phóng lao phá xoáy này. Đấy, hoặc là dùng những con khiên, thắng 5 trận liên tiếp ấy, thì cũng bình thường thôi. Rồi, chúng ta sẽ vừa chơi vừa tiết lộ dần dần những cái bí mật, các bạn nha. Nói nhanh quá, nó lưỡi nó bị vấp các bạn ạ. Rồi. Ok. Thì nhân vật chính trong cái PvE lần này đó chính là Scorpius. Và cái PvE lần này nó sẽ có tên là công kích các bạn nha. Đó, công kích Scorpius. Nó sẽ gồm có 12 ải. Đấy, nó sẽ có 12 cái ải để cho các bạn vượt. Rồi, chiếm xong rồi. Nó sẽ gồm 12 cái ải để các bạn vượt, và sau khi vượt mỗi một cái ải thì các bạn sẽ nhận được quà tương ứng các bạn nha. Tiếp theo là về từ bình tĩnh nào, mình cần có một pha nhắm bắn tử tế cái đã. Rồi, mình nghĩ anh bạn này sẽ chơi mình đấy, mình chạy lên đây cả đã nhá. Mình nghĩ anh bạn này sẽ lên đây chơi mình đấy, tại vì biết mình đấy rồi. Đọc vị hết rồi anh ơi, em đọc vị anh rồi nhá, đọc vị hết rồi. Đọc vị hết ngay rồi. Mình biết thừa rồi. Mình biết thừa rồi. Khi mà các bạn chơi một con gọi là cận chiến khỏe như Shirt này, mà các bạn thấy một thằng đứng đâu đó nó ném cái gì đó là
kiểu gì các bạn cũng sẽ lại để các bạn chơi thôi. Nên vừa thấy anh bạn này kiểu mình ném một phát nhá là mình chạy luôn, mình biết thừa rồi, lắm ba cái trò này như này. Rồi thì vừa nãy nói đến đâu nhỉ, nhân vật chính là Scorpio, tên thì là công kích, gồm có 12 ải, mỗi ải thì các bạn sẽ nhận được những cái phần quà khác nhau. Đó là cái thông tin thứ nhất các bạn nhé, đó là cái thông tin thứ nhất. Cái thông tin thứ hai là nó sẽ có những cái ải, nó cho các bạn đồ miễn phí để các bạn chơi. Nhưng mà có những cái ải ấy mà bắt buộc các bạn phải sở hữu những cái đồ ý rồi thì mới chơi được. Ví dụ các bạn không có Scorpio, các bạn sẽ không chơi được. Đấy, nói trắng ra là như vậy. Có một số cái ải nhé, một số cái ải thì nó sẽ cho các bạn sử dụng miễn phí Scorpio, miễn phí vũ khí. Nhưng Orion thế này thì xác định với mình rồi. Nhưng mà có những cái ải ấy, nó bắt buộc các bạn phải sở hữu cái đồ ấy rồi thì các bạn mới chơi được. Đấy, nó khoai ở cái chỗ ý cơ. Nên tất cả người chơi về mặt cơ bản ấy thì đều có thể tham gia sự kiện này. Nhưng mà chỉ những người chơi có đủ đồ ấy, có đủ đồ thì mới có thể đến được ải cuối cùng. Đấy, thông tin thì mình chỉ nói được đến đây thôi các bạn nha. Đấy, mình không thể nói lắm mồm được, mình rất muốn là nói nhiều cho các bạn nghe đấy, nhưng mà luật nó là luật rồi, mình không thể nào Eclipse rồi chạy thôi, co chân lên cổ mà chạy nha các bạn nha. Đây, đi ra đây, có Redox bảo kê nha. Đi ra đây, ui được đấy. Thôi không sao, anh bạn này cũng rất cay cú với con Scorpio của mình. Cay cú à. Đâu, chạy à. Các bạn xem mình chơi nha, đâu rồi. Ôi, không có tầm nhìn rồi. Đâu nhỉ? Đây, một vã này, hai vã này. Ok, cũng được rồi, không sao cả. Mình cũng đã gọi là cho anh bạn nhìn nếm trái đắng rồi. Mình sẽ ra kill shot này đi. Thì thông tin của ngày hôm nay nó là như vậy các bạn nha. Ơ, cái thế quái nào? Là vẫn còn là sao ta? À đây. Lăng ba vi bộ, úi rồi. Chưa cần lăng ba vi bộ, anh bạn ý đã bay màu rồi các bạn ạ. Chưa cần lăng ba vi bộ luôn á. Ok, đâu rồi. À, hôm nay là ngày mùng 10 rồi và cũng có... Ok. Cũng có vài bạn... Không phải, có một bạn trúng giveaway đi. Bạn ý bắt đầu hỏi mình là coi đâu ra chưa thấy gì thì... Bạn cứ bình tĩnh nha. Mình không ăn trộm coi của các bạn đâu. Mọi người cứ yên tâm, cứ bình tĩnh nha. Đâu nó sẽ vào đó thôi, yên tâm nha. Uy tín tạo nên thương hiệu nha. Rồi, ok. Win rồi đấy. Một trận đấu hết sức là vui vẻ. À, mình làm một ván đấu nữa rồi khép lại video này nha. Một ván nữa các bạn nha. Ok. Mình đang không biết là nên đặt tiêu đề video này là gì đây. 3, 2, 1. Video này thì nó có hai cái thông tin. Một là mình đã cày được cái khẩu vòng cung với giá rất là hời, rất là ngon. Và thứ hai là tiết lộ thông tin về PvE, chế độ công kích, chuẩn bị ra mắt. Chưa biết là đặt tiêu đề thế nào đây. Shirt này, ôi dồi ôi, thế thì xác định rồi. Xác định luôn còn gì nữa. Cái combo mà mình khuyên mọi người, nếu mà mọi người yêu thích Scorpio thì mình khuyên mọi người là một là dùng phóng lao pháo xoáy, hai là dùng siêu pháo các bạn nha. Đấy, siêu pháo nha, chứ không phải bắn tỉa em đâu. Con này mà chơi bắn tỉa em thì mình lại thấy nó không thuận tay đâu, nó không sao nhỉ, mình chả biết nữa. Nhưng mà với con Scorpio thế này mà các bạn muốn chơi sniper thì các bạn nên chọn siêu pháo, mình thấy là sẽ ngon hơn. Còn không thì các bạn có thể chơi pháo xoáy như mình này nè. Đó, đơn giản nhẹ nhàng đúng không? Sao nó không sáng nhỉ? Phải mất mục tiêu rồi. Thôi mình nên lui về đi. Lui về các bạn nha. Tờ cọp đi ở. Bạn này. Quá. Sao? Quá tầm à? Ờ, quá tầm rồi các bạn ạ. Mình cứ thắc mắc. Lâu không chơi con này á, nên là mình cũng không nhớ tầm mà. Bắn thử đây này. Bắn thử nè. Ô, không được. Pha đó mà dính là cũng đau đầu đấy. Không đùa được đâu. U. Bình tĩnh nào. Bắn từng bên một nha. Vẫn không được á. Nấp giỏi phết nhỉ. Anh bạn kia đâu nhỉ? Mình vẫn chưa nhìn thấy. À, mình bị lộ tầm nhìn đấy nha. Mình có con mắt đỏ rồi.
giật cả mình. Ao ao. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Vẫn chưa thể bắn được. Đây 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 đây. Thôi đi. Ui không được. Rồi nấp cho kỹ vào, mình ra đây. I'm coming. I'm coming. Oh, oh. Redock. Này thì Redock của chúng tôi này, xác định luôn chứ còn cái gì nữa. Đây là cái con Redeemer này nó cấu mình đau phết nhỉ. Redock. Rồi. Này xác định nha. Đâu rồi, anh bạn kia đâu rồi? Mình sẽ cấu con này nhá. Không được. Ôi dồi ôi, y cờ, ấy à, được, được quá nhở. Mình sẽ cho anh bạn này một chút gọi là surprise nhá. Surprise nhá. Đâu rồi. Này chơi này, nghĩ cái gì? Nghĩ cái gì? Mình đâu phải con cá nằm chân thớt cho anh bạn ấy ăn đâu. Không hề có cái chuyện này nhá. Mình không phải là cá, mình là cá sấu các bạn ạ. Dưới nước hay trên bờ thì mình đều bơi được hết nhá. Rồi, cấu nhá, cấu này. Cấu này, rồi hết kiên. À, siêu pháo. Mình tiếp này, ui rồi, mình không có điểm lùi các bạn ạ. Được đấy. À, Batman siêu pháo 12. Cũng không phải một cái điều gì quá là tệ. Thử nha, thử chơi nha. Đây này, cho các bạn bày cái trò này, đi vòng ra sau lưng nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Bình tĩnh, 30. Rồi. Kìa. Gần quá các bạn ạ. Ôi, gần quá. Mình không có tăng tầm của vòng cung á, à không có tăng tầm của khẩu đột phá nên là mình không thể cấu thiên của nó được á. Rồi, minigun này. Ok. Sao con này nó cứ đứng được rồi vậy? Mình không biết nữa. Thắng rồi. Rồi nha. Tuyệt vời. Rồi, video của mình hôm nay đến đây thôi. À, rất nhiều thông tin thú vị cho các bạn đúng không? Sự kiện lần này thì cũng rất là ngon. Các bạn cứ chăm cày thì các bạn sẽ vết được khá đấy mọi người ạ. Mình tin tưởng là như vậy. Các bạn hãy cố gắng nhé. Cố gắng hoàn thành những cái nhiệm vụ. Đọc tài liệu là kỹ xem nó yêu cầu cái gì. Để tính toán chi tiêu, tính toán tiết kiệm. Thì chắc chắn rồi, đồ ngon sẽ rơi vào túi của các bạn thôi. Mọi người tin tưởng mình nha. Nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.